Rồi chúng ta sẽ dựng cái phần tiếp theo, mấy bạn để ý ở đây nè. Bây giờ trên cái đối tượng của chúng ta, ví dụ như chúng ta thấy là trong home đúng không, chúng ta có nhiều thứ để làm, chúng ta có thể dựng cầu thang tận đối tượng gì đó vân vân. Ví dụ như trong trường hợp này đi, tôi mới chọn một cái đối tượng, tôi để ở cái cấp độ ở dưới này nè, cái thanh cuối ở dưới này nó gọi là view control. Các bạn có thể đổi được tỷ lệ của cái vùng nhìn này, đây chính là tỷ lệ của cái sau này làm sẽ là tỷ lệ của bản vẽ đúng không, hoặc hình cắt hình trích gì đó tùy chúng ta. Nếu mà cái tỷ lệ phi chi tiêu chuẩn thì mấy bạn có thể dùng custom và gõ số khác vào đây, nó ra như vậy. Điều thứ hai mà các bạn thấy ở đây có ba cái cấp độ là post là thô, medium là cấp độ trung bình và file là cấp độ tốt nhất. Thì ở cái cấp độ hiển thị mà chi tiết nhất là file ở chỗ này, chúng ta có điều gì? Bởi vì thí dụ như trong trường hợp anh nào mà vẽ MI hay là vẽ mấy anh vẽ tường như đâu, các bạn nhìn ở đây nè, tôi nhìn xuống dưới này đi ha, tôi chọn một cái tường, các bạn để ý nó có một cái thông số, chúng ta sẽ chỉnh sửa đó. Cái thông số đó hiển thị bình thường nếu chúng ta để ở cái cấp độ file, thì trong này có bao nhiêu lớp cấu tạo thì nó sẽ xuất hiện. Ngay sau đây chúng ta sẽ chế những cái lớp cấu tạo đó với những lớp vật liệu khác nhau. Nhưng nếu các bạn để ở cấp độ thô, post, thì lúc đó nó sẽ hỏi các bạn là đối tượng này sẽ hiển thị khác. Thì tôi nói cái chuyện đó là một cái chuyện quan trọng. Bây giờ chúng ta làm việc này đi, chúng ta sẽ quay lại chỗ đó sau. Các bạn thấy là tôi muốn làm ở chỗ này là tô bóng with edge. Bây giờ mấy bạn nói là chỗ này nè, tôi sẽ làm một cái chuyện là tôi đổi, bấm cái đó tôi đổi này cái tường thành ra là một cái tường nó gọi là cái star print. Đó, vân vân. Rồi nó ra cái tường giống vậy, đây là một cái tường kiến. Bây giờ tôi mới vẽ ra đây một cái tường khác, các bạn coi tôi vẽ một cái tường khác nha, tôi vẽ một cái wall. Cái wall này đó là tôi chọn ở đây, mấy bạn nhìn tôi có một cái tường có nhiều lớp cấu tạo khác nhau. Mấy bạn thấy nè, tôi để ở cấp độ hiển thị là thô, post nằm ở dưới này nè, đúng không? Thì các bạn thấy cái tường nó lại như vậy. Nhưng mà nếu tôi muốn biểu hiển thị ở cấp độ file thì nó ra những lớp cấu tạo khác nhau. Đó, như vậy thì cái chuyện này nó còn liên quan đến anh nào mà anh vẽ cơ điện chẳng hạn, ví dụ anh vẽ cái hệ thống đường ống hay là cái sơ đồ không gian, thì lúc mà nó đi bình thường là đi van ống yếu là nó đi trong đó, nhưng mà khi chúng ta để cấp độ thô thì nó tự động nó biến thành đường 1 nét, chứ nó không phải đường 2 nét nữa hay là đối tượng 3D nữa. Thì cái chuyện này chúng ta sẽ nói với nhau rất là kỹ. Đó, chúng ta mới thấy nè, như vậy thì khi mấy bạn để ở cấp độ file, các bạn nhìn xuống dưới và mấy bạn tô bóng nó, thì các bạn sẽ thấy tại sao cái lớp vật liệu này, cái lớp cấu tạo này, xin lỗi, cái lớp cấu tạo này lại có cái vật liệu màu nâu đỏ và cái mặt gạch kiểu này. Tại sao anh chàng này lại gạch kiểu này, này lại mà là không ra màu khác? Đó là một chuyện. Chúng ta sẽ có một cái là chúng ta nhìn ra 3D ở đây nè. Chúng ta nhìn thấy cái tường này. Tôi gõ spacebar nó quay qua phía bên này. Tại sao nó có cái hình viên gạch này mà màu nâu đỏ? Đúng không? Mà không lại màu khác, mà là không ra hình dạng khác. Cái này là do chúng ta thiết lập. Mấy bạn nhìn đây. Nếu mà tôi bỏ để dạng hidden line thì nó ra cái vậy này. Vậy thì cái mẫu tô này tôi có thể làm khác được không? Các bạn nhìn vô đây nha. Khi tôi chỉnh sửa một cái tường, tôi edit nó, mấy bạn bấm đây nè. Mấy bạn bấm lên nó thì bạn thấy trên property nó hiện cái thông số này nè. Đây là thông số của đối tượng này thôi. Ví dụ như tôi có một cái tường nhưng mà có 10 cái mảng tường như vậy cùng một kiểu, thì cái này thông số này là thông số riêng của đối tượng. Đối tượng này ngay vô tim tường nằm mặt ngoài mặt trong gì đó, chân nó nằm ở đâu, có offset lên hay không, ví dụ trong đề co một cái bar hay một cái quán cà phê rồi đó chẳng hạn, là tôi có thể có rất là nhiều kiểu đề co khác nhau, nó nằm thông số nó nằm ở đâu, vân vân. Cái tường này có chịu lực hay không, nó chịu lực nén hay là chịu cắt hay là gì đó vân vân, hay là nó là kết cấu tổ hợp, tức là ở dạng là vừa là thép thủng gì đó, vừa thép là vừa bê tông, thì tôi chọn ở đây. Các bạn thấy ở đây nó có những thông số liên quan đối tượng này nằm ở đây, thì cái mà các bạn chọn lên đầu tiên thì cái thông số đó chính là thông số riêng của đối tượng. Nhưng mà tôi bấm cho edit type thì các bạn nhìn qua đây thấy nè, đây là thông số của kiểu. Nếu bạn sửa ở đây thì tất cả những cái tường nào cùng kiểu sẽ bị sửa một lần, còn bạn sửa thông số ở chỗ này nó chỉ ảnh hưởng này thôi. Nhưng mấy bạn nhìn vô đây, các bạn thấy nè, khi tôi bấm structure review, mấy bạn nhìn, bấm vô structure, các bạn nhìn nè, có bao nhiêu lớp cấu tạo của cái tường này, có bao nhiêu lớp, chức năng của từng lớp cấu tạo đó như thế nào, vật liệu là gì. Tôi bấm ở đó nó hiện lên cái khung vật liệu. Tại sao nó ra màu nâu đỏ, tại sao nó ra cái dạng hình viên gạch, đúng không? Thì hoàn toàn là do chúng ta thiết lập ở chỗ này, các bạn hình dung kịp không? Còn khi mấy bạn nhìn xuống mặt bằng, cái lớp cấu tạo đó nó ra cái dạng này là do chúng ta chọn,
được chưa? Hoàn toàn là do chúng ta chọn. Cho nên mấy bạn làm như này cho tôi nè, bây giờ tôi làm như này nha. Mấy bạn thấy là những cái lớp này tôi có thể chèn được. Bây giờ tôi ra ngoài tôi làm cái này. Tôi vô trong manage. Tôi chọn material. Được chưa? Nó bật lên. Ha. Tôi cố tình để vậy đi. Đây nè, tôi tô bóng cái này cho mấy bạn dễ thấy. Manage vật liệu, material, bấm lên đó. Mấy bạn thấy đây nó có rất nhiều vật liệu khác nhau. Nó có 4 trang graphic. Và cái trang này nè, bạn nào mà cần render, cái trang đầu tiên là trang đồ họa. Mấy bạn nhìn nha. Cái lớp cấu tạo nào, cái đằng này màu nâu đỏ. Bây giờ tôi mới nói vậy nè, tôi nêu một cái vật liệu. Tôi chọn là vật liệu là bê tông. Tôi đúp nó, cái tôi nói vật liệu đó là vật liệu số 1. Vật liệu đó là vật liệu số 1. Với cái vật liệu số 1 đó, cái lớp cấu tạo nào mà được gán vật liệu số 1 thì cái màu của nó sẽ là màu cam này. Mấy bạn hiểu kịp không? Nếu nó nằm mặt ngoài thì chỗ này nó tô ra màu cam. Điều thứ hai nữa là mấy bạn thấy là cái RGB màu, ba màu của nó trộn ở đây nè, được chưa? RGB. Mấy bạn thấy là transparency, nếu mấy bạn tăng cái này thì nó biến thành cái tầng kiến, cái lớp cấu tạo đó thành cái kiến. Vật liệu là kính. Nó nói cái bề mặt này nè, nó nói anh nào mà mang cái cấu tạo đó thì ảnh sẽ ra cái dạng này. Và những cái sọc đó đó là cái sọc màu xanh này nè. Và khi nhìn xuống mặt bằng, cách ba tầng đó là bạn nhìn xuống mặt bằng á, đúng không? Làm cái biên dạng nó khi mà bị cắt á, thì các bạn thấy là nó sẽ ra cái dạng này. Và những cái chấm đó là do tôi chọn nó ra màu này. Mấy bạn hiểu chưa? Hiểu nó chưa? Cái điều thứ hai mà tôi làm là tôi đúp nó, là tôi tạo vật liệu số 2, tôi nói tôi đổi màu rất là nhanh. Nâu, đỏ gì đó, nói chọn ra cái này, chọn cái này và đổi màu khác. Tôi gán cái vật liệu đó lại như vậy. Tôi đúp cái vật liệu số 3. Tôi sửa cái chỗ này. Chọn cái này, nó còn nó ra cái gì thì chúng ta tính sau nha, nó ra cái gì. Đó, nó ra đó. Sau khi mấy bạn làm như vậy rồi, tôi sẽ nói cho các bạn những cái trang phía sau này là cái gì. Ví dụ như chỗ này nè, physical, cái vật liệu này là bê tông này các cái thông số nào là modular rồi hệ số bát sông là gì đó, nó có đầy đủ hết á. Thì chúng ta nói chuyện đó, anh nào kết cấu thì ảnh hưởng cái chuyện đó. Còn đối với anh cơ điện, ví dụ anh tính toán nguồn tải lạnh của công trình, anh nói anh nào điều quản khí, nói là cái đó lớp cấu tạo đó, hệ số dẫn nhiệt qua đó là bao nhiêu, và cuối cùng hệ số truyền nhiệt qua cái vách tổng cộng đó là bao nhiêu, nó liên quan đến phụ tải lạnh của công trình tùy theo cái kết cấu bao che. Bây giờ nó mới phân tích về năng lượng được. Như vậy thì tôi có một cái vật liệu thứ tư, cái cuối cùng ở chỗ này. Tôi nói anh nào mà là mang cái lớp cấu tạo đó thì anh chàng đó sẽ là cái màu xanh này. Bề mặt ảnh khi nhìn ở 3D nó sẽ là cái này. Nhìn xuống mặt bằng bị cắt ngang thì nó sẽ là cái này. Với các cái màu khác nhau tôi quy định. Tôi nói vậy mấy bạn có theo kịp không? Tôi nói cái vụ làm vật liệu mấy bạn theo kịp không? Rồi bây giờ như vậy đi, mấy bạn sẽ vô mấy bạn làm lại vật liệu này cho tôi bằng cách là mấy bạn vô trong Manage Material. Mấy bạn chọn mỗi vật liệu nào mấy bạn cứ đúp nó ra, đúng không? Sửa thông số, làm khoảng 4 vật liệu cho tôi sẽ nói tiếp cái chuyện làm cái tường đó. Rồi sau khi chúng ta làm những cái lớp cấu tạo, những cái vật liệu khác nhau dưới 1, 2, 3, 4 đó, thì mấy bạn thấy là bây giờ nè, trên những cái tường này, lát tôi làm tường, sàn và mái, đúng không nè? Chúng ta sẽ làm tương tự vậy, mấy bạn mới nói là về đi. Tôi vẽ cho nó một cái tường bất kỳ. Cái tường này á, là tôi chọn là một cái tường generic 200. Tường là một cái tường tổng quát thôi, generic 200, dày 200 ly. Để cho gì, nó chỉ có một lớp cấu tạo một duy nhất là cái vật liệu đó là cái gì đó. Sau đó tôi mới bấm lên đối tượng này nè. Và tôi tạo, tôi không nên sửa, các bạn không nên sửa cái của người ta. Mà các bạn bấm vào Edit Time, Duplicate và đặt tên nó là tường A chẳng hạn. Cái tường này á, family của nó có 3 dạng. Các bạn thấy là Basic Wall, Curtain Wall và Stacked Wall. Tôi có cái tường Basic Wall là cái tường này giống như tường căn bản. Cái tường đó, tường chung ấy. Chúng ta có Curtain Wall là tường kiến. Còn ở đây tôi tạm dịch là Stacked Wall, thì tôi tạm dịch nó là cái tường mà dạng ngăn xếp, tức là ở dạng xếp chồng, tức là mỗi một cái phân đoạn trên cái tường này nó sẽ là một cái tường cơ bản khác nhau. Rồi cái thuật ngữ gì đó bên kết cấu thì mấy bạn sẽ coi là cái dụng cái tường của tôi. Bây giờ như vậy, tôi bấm cái tường đó, structure của nó, tôi đúp nó ra một cái tường A. Mấy bạn đừng có bao giờ mà đi làm của người ta, sửa của người ta, tôi bấm edit và mấy bạn nhìn thấy nè. Tường này hiện thời đang dày 200. Đây là mặt ngoài của tường, đây là mặt trong của tường. Các bạn thấy hai cái bông, nó có một cái gọi là core boundary. Thì thường thường cái phần mà lõi chính của cái tường đó, nó sẽ nằm vô giữa cái core.
chỗ này. Cái chỗ này nó sẽ không có bị dày, mấy bạn thấy thích test nó bằng không. Nó có bị dày gì hết á, đó là chỉ là giới hạn thôi, nó cũng không xuất hiện gì hết. Các bạn thấy ở đây nè, structure. Tôi nói ở đây, cái lớp cấu tạo chính nó sẽ là structure và vật liệu, là vật liệu số 1. Bề dày cái đó, lớp đó là 200, tôi sửa lại cái đó 100 đi, thí dụ vậy. 10 như 100, rồi. Insert một lớp, các bạn thấy là đây là mặt ngoài mặt trong, các bạn có thể mua up, mua down cái lớp đó. Tôi nói giả sử là tôi không rành cấu tạo của cái tường này, tôi giao cho nó làm, nếu mà trong trường hợp mà tôi làm mà không đúng thì nó sẽ nhắc tôi là cái cấu tạo đó không chấp nhận được, anh phải sửa. Đó, rõ ràng. Bạn nào học cấu tạo kiến trúc biết. Chúng ta bấm cho nó nói dạ đây là một cái lớp, và đây là một cái lớp vữa, một lớp ô tô, nó gọi là substrate. Bạn chọn vật liệu là giả sử là vật liệu số 2. Vật liệu này chế được rồi đúng không? À, cái lớp đó có bề dày là ví dụ giả sử tôi cho là 10 ly. Các bạn nhìn thấy nó xuất hiện cái lớp đó nằm đây. Cái lớp đó tại sao ra màu tím, ra cái cấu tạo này, ra cái mặt tô cái này, cái mẫu tô cái này là do chúng ta quyết. Chúng ta insert lớp nữa, chúng ta nói là bây giờ là up ra ngoài luôn. Và anh chàng đó sẽ là một cái lớp vật liệu, tôi gọi là vật liệu cách nhiệt. Tôi bấm vào đó, nó có cái vật liệu cách nhiệt ở đây. Tôi nói anh đó hả, khoảng 25 ly. Ví dụ vậy. Bạn thấy một lớp nằm ở đây. Nhưng mà tôi lại insert một lớp nữa. Dĩ nhiên là tôi chọn nó trong trường hợp này là membrane layer. Membrane layer chính là cái lớp chống thấm. Anh chàng này không đòi vật liệu và không đòi bề dày. Cho nên bạn có thể bỏ chỗ này bằng không, sao đó. Bạn lại tiếp tục insert một lớp nữa. Và mấy bạn chọn ở đây, là bạn nói là đây là cái lớp hoàn thiện ở ngoài đó. Nó có thể là sơn nước, đá black hay là gì gì đó, do chúng ta tùy, là chúng ta chọn. Tôi nói, anh chàng đó là nó là vật liệu số 3. Và tôi chọn nó, giả sử tôi nói cái đó 10 ly, nó là đá black hay cái gì không biết. Insert một lớp khác nữa và tôi down nó xuống, đi qua phía bên này. Mấy bạn thấy nè, đó là lớp hoàn thiện. Bạn có thể chọn cái nào cũng được, tôi chọn đó là lớp số 4. Bây giờ anh chàng đó cũng là 5-10 ly gì đó, tùy tôi thôi. Tôi có thể sửa tên nó lại, tôi nói cái vật liệu đó, cái gì là sơn nước là gạch là gì đó, do chúng ta chọn thôi. Chúng ta tạm thời gọi là đặt vào vật liệu là 1, 2, 3, 4. Các bạn lưu ý bên này nè, vậy thì chức năng của nó là 1, vật liệu là 2, bề dày của nó là 3. Cái phần wrap này nè, các bạn thấy nè, cái đối tượng nào mà nằm vô giữa cái lõi cứng của cái tường đó, các bạn thấy chỗ này nó không wrap. Những chỉ có những cái lớp hoàn thiện, những lớp hồ tô thì mới bọc cái đầu này được, đúng không các bạn? Chuyện mình được rồi, chúng ta có cái tường đó. Như vậy thì chúng ta có cái tường nó nằm ở đây. Đây chính là cái tường đó. Chúng ta gõ spacebar nó ra cái tường này. Như vậy thì chúng ta nhìn xuống mặt bằng, chúng ta nhìn thấy cái mảng tường nó nằm ở đây với những lớp cấu tạo khác nhau. Trong trường hợp mấy bạn bị thấy cái nét này nó quá dày thì mấy bạn gõ TL, chính là thin line, nó ra nét mảnh. Thì chúng ta thấy đây, đúng không? Bây giờ ví dụ như trong những cái lớp cấu tạo bên ngoài này, ví dụ những lớp hồ, lớp vữa, lớp gì đó, lớp vật liệu này nó bọc ở đây nè, ví dụ vậy, bọc đầu như thế này, nó tô bọc cái đầu cho đó, thì chúng ta có thể sửa lại. Nhưng mà từ từ chúng ta nhìn ra 3D thấy đây, tôi chọn hết tất cả những cái tường mà có trong cái dự án này. Mấy bạn select trong bảng 21 nó có nè, nó có những cái tường mà visible in view. Ví dụ trong trường hợp này tôi nói vậy nó rối quá à, tôi giấu chỗ này một cái, kích chuột phải 2 riêng cái đối tượng đó, giấu nó. Các bạn thấy là rõ ràng cái mảng tường nó bị mất, đúng không? Thì lát nữa là tôi chọn, nếu mà tôi chọn vô cái tường này nè, và tôi nói là lựa hết tất cả những cái tường nào, chỉ chọn tường thấy gì, thì cái mảng tường này đâu có được thay đổi, nó bị giấu rồi. Chúng ta mới nói cái tường đó chính là cái tường A mới làm. Thì mấy bạn thấy là mọi cái tường ở đây đều ra cái vật liệu, ra cái màu mà tôi mới vừa làm xong, đúng không các bạn? Các bạn thấy như vậy. Thì bây giờ ví dụ như ở đây nè, bây giờ cái tường ở đây nó bị giấu rồi làm sao? Dưới này nó có cái bóng đèn, ngay chỗ này nó có cái bóng đèn, bấm vô cái bóng đèn, các bạn thấy một cái khung màu đỏ bật lên. Cái khung màu đỏ đó, cái tường này nó nằm ở đây nè, các bạn kích chuột lên và các bạn N2 nó, xong các bạn tắt bỏ bóng đèn thì nó hiện lại. Nhưng các bạn thấy là rõ ràng cái tường này bị đổi chưa? Chưa. Cho nên phải đánh MA, lấy cái tường này dán qua tường này. Cái mảng tường này là gì? Trong cái quá trình mà thật ra mà trong cái tiến trình mà chúng ta thực hiện cái chuyện thiết kế, thì lúc đó tôi sẽ đi từ mask tôi đi lên, đúng như kiểu của kiến trúc thiết kế, tôi làm từ các cái mảng khối tôi lên. Nhưng mà các bạn hiểu là đây tôi dự chỉ cái chuyện dựng hình trước, bởi vì trong lớp chúng ta có nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta thấy ở đây nè, bây giờ ví dụ như rút giống vậy đúng không, bây giờ ví dụ máy bỗng như đó chúng ta làm giống vậy hết. Các bạn nhìn qua phía bên này nè, tôi có một cái bây giờ tôi nói cái chuyện là chúng ta nhìn vào đây nè, wood.
trên cái wall này mấy bạn thấy nó trải xuống, nó có cái tường này là tường của kết cấu này, structural wall, tường nó tường cứng, tường chịu lực á. Chúng ta có một cái gọi là wall biface, các bạn nhìn đây các bạn thấy là đó, có những cái, nếu chúng ta tạo ra những cái mảng khối có hình dạng bất kỳ thì chúng ta có thể tạo ra những cái tường theo cái dạng như vậy. Chứ còn bình thường chúng ta dùng những cái tường mà nó mặc định ở trong này, chúng ta luôn luôn dựng được những cái mảng tường hình chữ nhật, phải chưa? Cho nên chúng ta thấy ở đây là có cái wall sweep, các bạn nhìn cái wall sweep, nhìn đây các bạn thấy những cái gờ chỉ kéo, những gờ chỉ nổi đó các bạn kéo đúng không? Thì cái biên dạng của nó hoàn toàn có thể chế được. Chúng ta bấm vô cái wall sweep đó, các bạn coi là ví dụ như tôi kéo ở chỗ này, các bạn thấy là nó hỏi tôi là cái chỉ đó, cái chỉ nổi đó là nằm ngang hay là thẳng đứng. Tôi nói là bây giờ nó nằm đây đi, cho nó nằm đây, phải nằm dưới này đi đó, lát nữa tôi sẽ sửa nó lại theo ý tôi, cho nó đi hết cái nhà này. Các bạn thấy là tự động nó sẽ giải quyết cái vấn đề là nó tự stream cắt với nhau ở chỗ này. Giả sử là tôi để nó lại vậy đi, qua phía bên này tôi sẽ đổi biên dạng ngay sau đây đó. Mấy bạn thấy vậy, đây cái tường kiến không có gì hết. Như vậy thì sau khi chúng ta làm wall sweep giống vậy, mấy bạn nếu mấy bạn muốn làm mấy cái lam đứng rồi đó chẳng hạn, mấy bạn dùng wall sweep và mấy bạn đổi nó thành thẳng đứng thì mấy bạn sẽ kéo được những cái đó. Thứ hai nữa là ví dụ như giả sử tôi nói cho nằm ngang ở đây đi, thì mấy bạn thấy là thông số của cái chỉ này nè, cái chỉ nổi này nè, dĩ nhiên là chúng ta thấy là nó nằm ở đâu, từ dưới tầng 2 này lên là bao nhiêu, chỉnh được chiều dài nó, chúng ta có thể kéo được. Ví dụ như trong trường hợp này, ví dụ tôi làm cái máy hắt ở chỗ này, hay là tôi cho nó đi vô trong tường, thì lúc đó anh nào anh làm lúc đó nó sẽ thành ra cái, ví dụ nó trên cái đầu cửa thì nó là cái lan tô nằm trên đó, do chúng ta chỉnh vị trí này nó có thể vô ra được. Chúng ta có thể sửa biên dạng nó để cho nó ra đi, những cái đan thả đầu cửa cái máy hắt ở trên này đúng không, tùy chúng ta làm thôi, hoặc là chúng ta kéo cái chỉ này. Các bạn thấy là bây giờ tôi có những cái dạng giống vậy, khi tôi bấm tôi edit nó, nhưng mà tôi sẽ không sửa cái biên dạng này, cứ đúng theo quy chế là chúng ta làm thôi. Cái kiểu nó như vậy này, chúng ta đúp nó, cái quy định đó, chúng ta đúp nó, chúng ta sửa là số 1 thì chúng ta tự sửa nó, vật liệu là gì chúng ta có thể sửa được, và vật liệu này chúng ta chế mới được. Tôi nói là cái đó là cái số 2, nó màu nó như vậy đó. Cái nữa là cái biên dạng nó là gì, nó có cái profile, biên dạng này hoàn toàn có thể chế được. Chúng ta tạo những cái gờ chỉ nổi này chẳng hạn, đó, vân vân, thì là chính nó. Tôi mới nói như vậy nè, tôi đi đổi, điều đầu tiên là tôi có thể đúp nó ra ở một cái dạng giống vậy. Tôi không đi sửa của người ta, tôi đúp nó ra cái màu, các bạn thấy nó hơi khó thấy. Tôi sửa nó. Bây giờ tôi nói là bây giờ tôi đi đổi biên dạng này bằng cách là ra ngoài load cái biên dạng có sẵn. Dĩ nhiên là chúng ta không đi load cái có sẵn đâu. Chúng ta có một cái thư mục tên là profile. Vô trong đó, ví dụ tôi nói là recast, ví dụ lại đây. Và tôi đổi biên dạng của cái đó, tôi đổi thành recast. Các bạn thấy là cái tường của chúng ta nó giống vậy đúng không? Dĩ nhiên là ví dụ như trong trường hợp này là tôi có thể kéo cái này gần lại xa ra, đó là do tôi cái định vị trí nó, toàn bộ cái thông số đó có thể chỉnh được ở trên này. Tôi thấy là một cái điều nữa là tôi cắt cho nó một cái gờ, tôi cắt cho nó một cái chỉ lõm review, kéo trên này thẳng đứng nằm ngang thì tùy tôi thôi, cắt vậy. Rồi giả sử tôi cắt có một cái cho nó rồi, có thể là anh nào kiến trúc anh ấy bây giờ thì tôi cần cái này nó âm thẳng vô trong tường luôn, nó thành cái hốc ở trong tường, nó nằm chỗ này vậy đó. Tất nhiên là chúng ta sẽ sửa được biên dạng đó, mà tôi nói vậy nè, không sao hết. Tôi có thể sửa load biên dạng anh bằng cách ra insert load family, thư mục profile nó có sẵn một số cái nằm ở đây. Nhưng mà chúng ta sẽ tự đi chế lại, chúng ta tự vẽ lấy biên dạng này theo ý chúng ta muốn, thì cái chuyện đó nó sẽ liên quan tới cái phần family. Family ở đây có nghĩa là họ, các đối tượng, các cái thư viện của nó. Thì bây giờ các bạn làm cho tôi bằng cách là kéo cho tôi những cái gờ chỉ nổi này, cắt cái chỉ lõm này, đúng không? Load đổi biên dạng. Giờ chúng ta nhìn vô đây, ví dụ giả sử là tôi nói một cái chuyện giống vậy. Ví dụ tôi có một cái cửa giống đây. Các bạn thấy là cái cửa này á, ngoài cái thông số đó, cái này nó nằm ở đâu rồi, cái đố dưới nó nằm ở đâu. Ví dụ các bạn nâng cái này lên, chẳng hạn bạn có thể sửa nhập nó. Frame type là gì? Tất nhiên là sau này chúng ta sẽ đổi nó. Là cái khung của cái cửa này là chúng ta có thể đổi được lên những cái chuyện mà vơ vơ đó. Rồi bề mặt hoàn thiện của này, cái cửa này có thể là nó sơn, hay là có thể là nó quét mặt đi hay cái gì đó, là tùy chúng ta làm ở đây hết.
Và nếu mà chúng ta làm như vậy, tất cả những cái chuyện này chúng ta đều có thể, cái gì mà xuất hiện ở chỗ này là cái đó đều có thể bốc và đẩy ra cái bảng thống kê được đó. Cho nên là những cái thông số chỗ này các bạn lưu ý là chúng ta có thể tự nghĩ ra, tự đưa vô. Chúng ta nói như vậy. Ví dụ như ở đây, ví dụ tôi nói là bây giờ tôi có cái cửa giống vậy nè, tôi đúp nó, tôi đặt tên nó là cái cửa đó, tôi đúp đặt tên nó là cái cửa. Ví dụ như ở đây nè, nó không phải là 1830 nữa mà nó là 2000. Và cái cửa này không phải này mà là 2m2. Ví dụ vậy, tôi có cái thức cái cửa này vậy thì mấy bạn thấy ở dưới này nè, cái chỗ này là 2m2. Cái chỗ này là 2000. Chúng ta thấy là cùng nó cùng dạng. Đúng không? Nhưng mà nó gì? Cùng kiểu nhưng mà khác thức. Tất nhiên là chúng ta có hoàn toàn, chúng ta muốn chế cái gì mấy bạn, cái gì mà mấy bạn thấy trong này là chúng ta đều có, đều chúng ta được chế được hết. Sau khi khóa học này là chúng ta được chế được hết. Cái gì trong này có là chúng ta được chế được. Cho nên bây giờ ví dụ như vậy thì tương tự đây, ví dụ như tôi nói như vậy đi. Tôi mới nói chúng ta làm một cái chuyện giống vậy. Thí dụ như khi mấy bạn vẽ trong 3D, trong AutoCAD 3D thì mấy bạn cũng thấy là mấy bạn cần UCS. Trong Revit nó có một cái nó gọi là, mấy bạn thấy ở đây nè, mặt phẳng làm việc hoặc lan. Nếu mấy bạn không thiết lập được cái này thì mấy bạn vẽ rất là khó, vẽ nó không chính xác. Cho nên bây giờ giả sử tôi nói với, giờ tôi set hoặc lan, tức là tôi thiết lập nó, tôi chỉ cho nó. Nó hỏi, tôi bấm vào đó, nó hỏi là bây giờ á là cái hoặc lan nó xác định ra, nó để tôi chọn pick, chọn một cái mặt phẳng. Tôi nói lên trên cái tường này nè, và tôi show nó lên. Bạn thấy cái mặt phẳng làm việc nó nằm ở đây. Nhưng mà phẳng này tôi có thể quay về mặt phẳng màn hình để tôi làm việc cho nó chính xác. Hoặc là tôi có thể đổi cái khoảng cách của nó đây này cho nó gần lại đi, cho nó dễ vẽ. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập được, set thông số của cái mặt phẳng làm việc đó nằm ở đâu, bằng cách là chúng ta chọn một cái tường nào đó. Chúng ta có thể chọn trên một cái lưới trục nào, lưới cột nào đó, chúng ta có thể chọn một cái mặt phẳng nào đó. Hoặc là chúng ta có thể chọn một số cái đường để tạo mặt phẳng đó. Thì tôi sẽ chỉ các bạn cái chỗ này rất là kỹ. Tôi nói vậy nè, bây giờ tôi làm chơi chơi, tôi đánh cho Modo Test, tôi đặt tên nó, à, đó là Reaction. Cái chữ đó, động lực, nghi ngã gì đó cho nó nằm vô đây. Các bạn thấy, mấy bạn có thể đổi được thông số của đó. Đây là những cái chuyện nhỏ nhỏ, mấy bạn có thể đổi được vật liệu không? Đúng không? Có thể đổi được vật liệu. Các bạn có thể đổi được kích thước của cái chữ đó, chiều sâu, chiều cao gì đó, vân vân. Các bạn có thể edit vô trong đó, phông chữ là gì các bạn sửa, và kể cả là cái đơn giá của nó là gì đó. Cái gì mà mấy bạn thấy nó nằm ở chỗ này, nó để trống mà mấy bạn không đưa vô thì trong bảng thống kê nó sẽ chừa trắng. Nếu chúng ta đưa vô thì đó, chúng ta còn có thể lập công thức nữa. Ví dụ vậy, bây giờ tôi tính trên cái tường đó, bây giờ loại hết cái khung cửa ra, giờ cái kiến không là bao nhiêu, đó là nhiều, chúng ta thấy đây. Thế thì bây giờ Monotech nó lại vậy, nó có một cái hay lắm, nó gọi là model group. Thì cái chỗ này thì tôi sẽ nói sau. Tức là đứng như mặt nguyên tắc là mô hình của Revit không được vượt quá 220 MB. Nếu vượt quá cái đó thì mấy bạn sẽ gặp phải một số vấn đề. AutoCAD là một mô hình đó là 100 MB, nó có, chúng ta nói như vậy đi. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép nó vượt quá 220 MB. Lý do tại sao thì cái chuyện đó nó sẽ liên quan này. Máy của mình RAM tính bằng ghi không ạ, cho nó chạy, nó lốt thằng đó lên RAM. Lúc đó bạn kế với bạn ở đây mà mô hình chạy tính bằng mê thì không thua cả. Nhưng mà có điều là gì, nó nặng cái file đó là do quan hệ. Khi mấy bạn thiết bấm một đối tượng, các bạn sẽ thấy nó xuất hiện rất nhiều kích thước và một loạt các thông số xuất hiện ở đây. Bởi vì mới gọi đây là mô hình tham số mình đang xây dựng, mình parametric offset. Thì mấy bạn thấy là cái chuyện mà một đối tượng khi nó đặt vào, nó sẽ lập tức nó thiết lập các cái thông số quan hệ của nó như các đối tượng xung quanh. Cho nên là nó nặng hay không, mà nặng quan hệ cho đến một mức nào đó trên 220 MB là về mặt cơ sở dữ liệu. Kích thước file thì không lớn, nhưng mà nó quá nhiều quan hệ, nó không khống chế được. Ví dụ như giả sử tôi nói là cái tường này nó gắn, cái cửa này gắn vô cái tường, nhưng lúc tôi dời cái tường đi, cái cửa không đi, nó nằm lại tại chỗ, đó là vấn đề. Cho nên là chúng ta sẽ không bao giờ cho phép nó vượt quá 220 MB bằng cách là chúng ta sẽ dùng model group ở đây. Bây giờ vậy, trước khi mà tôi nói là tôi vẽ cầu thang với tay vịn lan can gì đó, rồi ram dốc gì đó, giờ tôi nói qua cái chỗ này. Mấy bạn thấy cái opening, đây là mấy bạn có những cái mấy bạn thấy là ví dụ như lỗ xuyên tường, lỗ xuyên sàn, lỗ gì đó. Bây giờ các bạn xong tới cái chuyện là cắt được cửa sổ máy. Bây giờ vậy, wall by face, các bạn nhìn đây nha. Tôi có cái cửa lấy sáng trên cái máy này, tôi nói là by face, bấm vào nó. Tôi chỉ vô cái mặt này nè, bấm một cái. Thì lúc đó mấy bạn thấy là trên này mấy bạn có thể trổ bất kỳ cái lỗ với kích thước nào đó xuyên qua đúng cái máy đó. Các bạn thấy nhìn là by face nè, nhìn cái hình này thấy
nó vuông góc với cái máy đó. Rồi xong chúng ta mới vẽ lên trên này. Ví dụ như trong trường hợp mấy bạn nói là tôi làm ở đây một cái khung, tôi comment, tôi nói là bây giờ model in place, tôi nói là cái đó là cái frame hay cái gì đó đi, tôi đặt nó là tôi chẳng nhớ biết nó là cái gì hết, nó là generic model, có thể là cái khung cửa hay gì đó, vâng, tôi đặt tên tôi nói vậy đó. Ok, cái đó là cái khung của cái cửa ở trên á. Xong tôi mới nói vậy nè, ok sweep, tôi làm thử các bạn coi ra nha, đúng không? Tôi nói là tôi bít bát, nói là đó thôi anh lấy theo đúng cái đường đó đi. Rồi ok, xong tôi nói bây giờ để tôi edit profile, tôi vẽ cho nó một cái biên dạng bất kỳ trên cái mặt bản này. Không biết là tôi vẽ kiểu nào đó, tất nhiên là tôi sẽ đưa về mặt bằng để tôi vẽ, cho tôi cũng để về để tôi vẽ mấy bạn. Các bạn thấy là cái biên dạng của tôi nó sẽ chạy, và lúc đó tôi sẽ vẽ, nó chạy dọc theo cái ô đó, đúng không nào? Rồi mấy bạn nó vẽ rồi, các bạn làm cái biếng kiến lên trên này không? Để các bạn lấy sáng ở trên đó, trên máy. Thì cái chuyện đó chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà chúng ta thấy như thế này nè. Cái này đổi vật liệu được không? Đây nó không có, để coi edit type trong này nó có vật liệu không nha. Nó không thấy cho đổi vật liệu, đây lúc mình set vật liệu ở trong kia, trong edit cái này nè. Tôi sẽ chỉ các bạn làm. Nó có nhiều thứ nha, để coi nó bây giờ nó đổi vật liệu chỗ nào. Bây giờ ví dụ như nói là bây giờ tôi cắt một cái opening đó, đây là một cái lỗ xuyên qua nhưng mà nó chỉ trên một cái mặt nào đó, nó gọi là biface. Rồi chưa? Đó là một chuyện. Nhưng mấy bạn nhìn xuống đây nè. Mấy bạn có một cái là gọi là wall đi, tạm gọi là đây là cái lỗ xuyên tường. Rồi chưa? Ví dụ như mấy bạn nhìn ra đây nó có cái mô hình nè, đây nè. Thì mấy bạn hiểu được cái tường đó ngay, cái mà chúng ta sẽ làm ngay sau đây, nhìn. Bây giờ ví dụ cái mảng tường chỗ này làm sao? Trên cái mặt chỗ này nè. Các bạn thấy cái này không? Cái này đúng không? Cái này chính là một cái tường edit profile. Mà cái tường đó là một cái tường mà nãy giờ chúng ta vẫn đang tạo đó. Chúng ta vẽ lại và chúng ta cắt những cái lỗ trên đó để ra cái mảng, ra cái mặt dựng chỗ này. Các bạn đã kịp ý tôi nói không? Chúng ta sẽ làm cái chuyện đó trên cái mô hình này. Bây giờ tôi đóng cái mô hình này lại. Đó là một cái bài tập của các bạn, mấy bạn phải làm sau khi học cái xong cái khóa này, mấy bạn phải làm. Đây là cái tòa soạn báo về lao động nằm ở chỗ cái góc bà Quyện Thanh Quay ăn với lại gì đó, Doãn Tần. Bây giờ ví dụ như là mấy bạn nói là đây là tôi có cái wall opening, tôi bấm vô cái này, bấm vô cái tường, bấm vô chỉ vô cái tường đó để và tôi trổ cho nó một cái lỗ nằm đây. Nhưng mấy bạn thấy rất là tội nghiệp là cái lỗ này nó là cái lỗ chữ nhật. Bạn muốn sửa cái thước nó bằng bấm đó và bạn edit trở lại, nắm nó lên. Kích thước này mấy bạn có thể chỉnh được, vị trí và kích thước mấy bạn đều có thể chỉnh được. Các bạn thấy ở đây nè, cái lỗ xuyên tường đó, đúng không? Nhưng mà mấy bạn thấy là cái lỗ này nó chỉ là lỗ hình chữ nhật, cho nên là tôi không thích làm cái đó và tôi làm cái này nè. Tôi bấm ở đây, tôi bấm vô cái tường này nè, các bạn thấy lập tức nó xuất hiện một cái gọi là edit profile. Profile là biên dạng của nó, bấm edit profile. Giờ các bạn thấy là nó nói là bây giờ nó hiện thời nó đang đính lên cái máy, đúng không? Nó remove nó ra tạm thời, tôi mới đi vẽ cho nó một cái lỗ. Thôi đi vẽ cái lỗ hình gì đó cũng được, vẽ hình chữ nhật đi. Ở trên cái lỗ này đó là vẽ một cái cung cong 3 điểm, hay muốn thích là vẽ gì đó cũng được. Đó, cái chỗ này là phải bỏ đi, chỗ này tôi trim lại, đúng không? Còn cái đoạn chỗ này cũng vậy đó. Các bạn cứ trim nó lại, nói chung là nó giống như mình vẽ một cái biên dạng bất kỳ. Bạn muốn vẽ cái lỗ nào, bạn finish thì trên cái tường đó nó sẽ ra cái lỗ bất kỳ. Bạn muốn cắt ra hình ngôi sao hay cắt cái gì đó không? Các bạn lại hỏi mấy bạn kiến trúc đấy, bây giờ em muốn làm cái hốc ở trong tường á, nó hình hột xoài cũng chừng, hay là cắt mấy cái gờ chỉ nó âm trong đó, nó chạy vòng 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 trong đó để decor. Thì cái kiểu đó là chúng ta sẽ nói chuyện mà chúng ta sẽ làm đó. Có những cái lệnh ở trên modify đây nè. Bên modify chúng ta có một số đối tượng rồi đây. Đây là những cái lệnh hay lắm, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ làm tới đó. Bây giờ thì mấy bạn hiểu rằng như nè, vô trang home mấy bạn có biface chưa, đúng không? Mấy bạn có wall chưa?
với cái wall embedding này, cái lỗ xuyên tường bạn chỉ ra được cái lỗ chính nhật thôi. Bạn không thích bạn delete hết, cái lỗi bạn delete cái lỗ đó thôi, lựa đúng cái lỗ chỗ đó và delete đúng cái lỗ đó, nó trở lại bình thường. Còn nếu mà bạn muốn chỉnh sửa này, bạn bấm lên nó và bạn edit profile, thì lúc đó nó ra cái biên dạng này, bạn tha hồ và vẽ lỗ hình gì đó cũng được, edit cũng được. Tôi vẽ cái chỗ này ra đây ha, cái này nó cấn vô cái đường biên này là không đúng đó. Mấy bạn làm cái chuyện đó cho tôi thì tôi nói tiếp biface và wall, sau đó chúng ta sẽ nói những chỗ này. Cái khó nhất là cắt cái gác máy. Rồi mấy bạn có thấy một cái tên là sub opening, sau đó tôi sẽ nói vertical opening. Tôi có sub opening là gì nè, mấy bạn mà cắt mấy cái lỗ gen là cái lỗ xuyên sàn ở đó là đây nè, bấm vô sub opening. Cái này á, nó không có cắt tường, nó chỉ có cắt sàn và mái thôi, cho nên là mấy cái lỗ thang máy rồi đó, cái lỗ chỗ đó, chỗ lỗ thang máy hay mấy cái lỗ gen đã lên rồi, chúng ta nhìn chỗ này là đó level 1. Tôi bỏ mấy cái tường này đi ha, cho tôi bỏ mấy cái tường này đi chỗ khác. Rồi bây giờ ví dụ như tôi thấy ở chỗ này nè ha, các bạn để ý nha, tôi vẽ ở đây, tôi có một cái gọi là sub ở bên này, tôi vẽ cho nó một cái hình gì đó, công dân tôi nói là giờ tôi có thể pick lấy hay cái tường này cũng được nữa, nhưng tôi nói thôi bây giờ tôi trổ đây cái, các bạn thấy mấy cái hình trắng trắng này chính là cái bàn cái ghế gì đó. Rồi cái chiều cao của này là từ đâu đến đâu, được chưa, nó nằm ở đâu, ví dụ dưới chân nó nằm ở đâu đó thôi kệ, để chuyện không quan trọng, lát mình chỉnh lại. Nhìn ở đây, thế thì tôi mới nhìn qua đây tôi thấy nè, các bạn thấy là nó cắt đầy lỗ. Bây giờ nó nằm chỗ này sao chọn, mấy bạn có thể quét ngang qua đây nè, giờ mấy bạn lọc ra dẹp hết, nó chỉ có một cái sub opening đây. Thì cái đó mấy bạn có thể nắm này nè, kéo lên, nắm này kéo lên, đúng không? Bây giờ chúng ta giấu hết những cái tường này vô thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái chuyện là nó cắt ở trong nó như thế nào thôi. Nếu mà bạn hai element này giấu riêng mình đối tượng đó, nếu hai category tức là những cái cùng chủng loại thì nó sẽ giấu luôn. Còn by filter thì lát chúng ta sẽ làm filter, ví dụ như những cái tường nào có bề dày 200 thì giấu. Đó là vậy, đó là by element mình đó thôi. Nếu bạn nhìn vô đây mấy bạn thấy nè, cái lỗ nằm đây nè, đúng không? Ví dụ đây rõ ràng là cái chú này nó nằm trên này nè, đó, cắt cho nó. Thông số nói là cái đó là gì nữa, đó, cái đó nó sẽ lên tới là level 3 trên. Top cùng trên là level 3, bay cùng trên là không có level 1, offset, offsủng gì đó nó không có luôn. Rồi chúng ta có thể cắt được một cái lỗ giống như vậy, xuyên qua đúng cái chỗ này để chúng ta đưa, chúng ta đưa cái chuyện là chúng ta vẽ cái cầu thang lên chỗ này, đúng chưa? Để lỗ đó, mấy cái gen nước, gen điện rồi đó, gen ống gió rồi đi lên, ống đứng lên chỗ đó. Chúng ta làm cái chuyện này mới nói là bên home, mấy bạn mới thấy một cái tên là vertical. Nhìn nha, tôi nhìn xuống mặt bằng tầng 3, mấy bạn nhìn thấy chuyện này. Mấy bạn tô bóng đi, mấy bạn không thấy được hết toàn bộ cái máy đó. Lý do tại sao? Tất cả cái view này đều có một cái gọi là view range, là một chuyện rất là quan trọng khi để khống chế hiển thị ra đối tượng, ra bản vẽ. Và bạn bấm vô view range, mấy bạn nhìn thấy nè, ở cái mặt bằng tầng 3 này á, nó sẽ giới hạn cái khối quan sát là chúng ta top là từ tầng 3 tính lên là 2m3, dưới bottom như nữa là bằng 0 là ngay mặt bằng tầng 3, và nó có một cái gọi là mặt phẳng cắt cut plane là 1m2 từ mặt bằng tầng 3 này tính lên. Theo quy ước của vẽ kỹ thuật, trong lúc mình học vẽ kỹ thuật xây dựng nghe quên, thì từ mặt bằng, ví dụ tôi vẽ mặt bằng tầng 1, mặt bằng sàn tầng 1, thì từ dưới sàn này lên là chính tắc, tôi cắt ngang cái đó tôi mới thể hiện cửa gọi là quên, đúng không? Trong này nó là một thước hai. Bạn không thấy được hết toàn bộ cái máy này là lý do là sao? Là do cái cách bàn nó cắt từ dưới lên mét 2 cho nên mình thấy ngang như vậy. Vậy muốn thấy được cái đỉnh máy thì chúng ta nói chỗ này là unlimited, và cái chỗ này là 5-6 ngàn gì đó không biết, tùy. Thì nó lên thấy hết toàn bộ cái đỉnh máy. Hiểu không? Nếu chúng ta có thể dời con số này xuống, ví dụ nó nói là 3 ngàn, tùy chúng ta thôi, nó nói là 5 ngàn. Còn cái view depth này là chiều sâu quan sát, là chính cho các bạn thấy. Ví dụ như tôi làm gì cái tòa nhà tôi là 20 tầng, tôi đang làm cái tầng 19, tôi cần thấy tầng 20 và tầng 18. Thì tôi giới hạn cái khoảng quan sát của tôi là chỉ nằm từ 20, tầng 18 đến 20. Còn những cái dưới đó là tôi không cho nó thấy. Để chi nó làm cho nó dễ.
Ví dụ giả sử tôi nói bây giờ tôi làm cái hệ thống, anh nào làm MP nói bây giờ là tôi đi cái hệ thống nước, cái ống nước xả dưới cái sàn này, thì tôi cần thấy cái mặt bằng trần của tầng 1 để cái ống tôi nó đi coi nó đụng cái gì ở trong cái trần kỹ thuật đấy hay không, đúng không? Thì mấy bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều thứ mà chúng ta sẽ làm. Nói ok, nó ra tới chỗ đó rồi thì chúng ta mới dùng một cái gọi là vertical burning, mà tôi bấm lên đây các bạn thấy là nó hơi khác với cái kia. Chúng ta trổ một cái lỗ nằm ngay trên đây, ví dụ sau này chúng ta gắn cái ống khói gì đó cho nó giả sử vậy đó. Các bạn nhìn qua đây thấy cái lỗ nó nằm ở đây, kích thước cái lỗ này chỉnh được không? Edit kép, các bạn có thể kéo và chỉnh sửa thông số được, được không nào? Vậy thì các bạn làm lại cái đó cho tôi cái.